Alo, chào mọi người ha. Lâu lắm rồi mình không có ra clip, tại mình cũng không có đi đâu. Nếu mình nói là chạy xe thì bữa nay là ngày đầu tiên từ Tết đến giờ luôn. Trong Tết mình không đi đâu, đến giờ mình mới ra xe nè. Bữa nay mới chạy xe lại đi một cái có một cái công việc. Rồi sẵn tiện thấy mấy anh em đi cùng đường á, mình đi chung luôn cho nó vui, tại đi đường kỳ này khá xa. Còn đi đâu thì tí xíu mình sẽ kể cho mọi người nghe luôn ha. Nó hơi khùng điên chút xíu, nhưng mà trong năm nay mình phải làm một cái gì đó nó khùng điên theo kế hoạch. Thì bữa nay là cái ngày đó đó. Nghe nó ghê không? Vô mình đổ đầy bình xăng 97. Ở đây có xăng 97 ha. Mình đổ 97 là tại vì để mình xúc cái hệ thống xăng với lại đầu bếp phun luôn. Tại bình thường thì mình định kỳ máy mấy bình thì mình sẽ đổ một cái xăng cao nhất. Thì đó, ví dụ như đi xăng 92 thì thỉnh thoảng mình đổ 95 để nó xúc bét á. Bét cái là làm sạch hệ thống bình xăng đồ này kia. Thì bình thường người ta đi làm vệ sinh mấy cái hệ thống xăng, người ta cũng lấy xăng người ta rửa thôi. Thì bây giờ xe này mình đó giờ mình chạy xăng 95 không, bây giờ mình đổ xăng 97. Thì đó giờ mình đi trong ngày ra đến Đà Nẵng, thậm chí đến Hải Vân thôi, chứ mình chưa có đi ra Hà Nội trong ngày lần nào hết đó. Nên là tại sao mình nói là cái kỳ này mình đi là cái tour khùng điên, đi ra ngoài chút xíu rồi lại quay về. Nên là tour này đi sẽ thử thách khá nhiều á. Nói chung là mình cũng hơi có một chút lo lắng. Thật ra đi Sài Gòn Hà Nội thì mấy anh chị đi xuyên Việt thì đi nhiều rồi, nhưng mà từ hành trình đi từ Sài Gòn ra Hà Nội thì đi mọi người đi mấy ngày lận, đi ghé chỗ này ghé chỗ kia chơi, còn mình thì không có thời gian, cho nên mình chỉ đi trong ngày được thôi. Đây là phải nói là một cái chuyến đi hơi thử thách với mình. Thứ nhất là mình cũng chưa bao giờ trải nghiệm nó lần nào. Cái thứ hai là thực sự là đi Sài Gòn Hà Nội trong một ngày thì không có nhiều anh em đi, cũng có anh em đi rồi nhưng mà không phải là dạng là không phải là một cái tour mà dễ chịu. Vừa sức khỏe, vừa bền bỉ, dẻo dai, rồi kể cả điều kiện về xe cộ, thiết bị ha. Thì tour này là mình đi với Ngô Thanh Nhật Minh. Cái gã lãng tử mà đi Ducati Mantitra. Hắn làm biến, hắn ngủ 4 giờ hắn mới đi. Còn mình già cả rồi, ngủ không được nên giờ này đi. Đi qua hầm chui, chưa đi lần nào. Gặp một tem đi Đà Lạt. Mình sẽ tập trung mình chạy ha, tại vì đường nó hơi tối. Mình sẽ ít nói chuyện với mọi người ha. Rồi khi nào trời sáng mình sẽ quay nhiều đoạn nó đẹp đẹp cho mọi người xem. 11:20 đến ngã ba Dầu Dây.
Trời bắt đầu mưa lâm râm rồi mọi người. Đường tối trời mưa, xa. đầy đủ các món ăn chơi luôn. Đến vùng xoay Phan Thiết rồi mọi người. Mười hai giờ 20. Chạy mình thấy có đèn vậy nè, chạy nó đỡ buồn ngủ hơn, có thui chạy buồn ngủ. Rồi còn tái với nồng nàn luôn. Ở đây không có xe mình mới dám mở đèn. Đèn này nó sáng lắm. Đi mấy người tội mấy người chạy ngược chiều. Khi nào cần thiết mới xài thôi. Mà ở đây không xài cũng không được. Mọi người thấy đèn nó đường nó tối hù ha, không có đèn ha. Mà bác nào mà chạy mà máu quá thì đi đêm nó cũng nguy hiểm. Tại vì đi đêm cái tầm nhìn với phản xạ của mình nó không có lanh như ban ngày. Thế mình ước lượng cái khoảng cách này nè, nó không có chính xác. Ban ngày nó sẽ chính xác hơn. Thế mình tới chỗ điện gió nè mọi người. Đó mấy cái chấm đỏ đỏ thấy không? Không biết trên Google thấy nổi không? À, buổi tối lên đèn vậy đó. Nhìn hoành tráng chứ không có hoạt động. Đi ban ngày là mình sẽ thấy là không có mấy dòng chấm nó không có quay ha. À, đến nhiệt điện anh ạ. Nhà máy nhiệt điện. Buổi tối nhìn nó đẹp ghê á. Buổi tối nhìn rất là đẹp, lên đèn hết đẹp. 3:30 tới nha. 3:30 tới Nha Trang. Ghé vô tiếp xăng. Tập thể dục vài cái xong rồi lên đường tiếp. Không biết mấy đại ca kia đi đến đâu rồi. Thấy khoe 1:30 Phan Thiết nè. À, giờ mình đi ra khỏi địa phận của Nha Trang rồi, mình đang tiến về phía đèo cả ha. Bây giờ là mới vừa 4 giờ, hơi sớm. Nếu mà lên đèo cả trễ tí xíu nó đón bình minh rồi đẹp luôn. À, nhưng mà thôi chắc đi luôn, bận về rồi tính. À, lên đèo cả thì chắc tầm 45 phút nữa. Sợ lúc đó mặt trời chưa có lên. Đó, trước mặt mọi người ha, trước mặt mọi người là ngọn đèo cả đó. Giờ mình phải sẽ vượt qua nó. Lần đầu tiên mình lên đèo cả giờ này. Bắt đầu cái đoạn mà đi từ đây ra là bắt đầu nó đẹp. Hai bên cái ruộng lúa vậy đó. Đó, hai bên ruộng lúa nè. Cái dài cho đến miền Trung. Miền Trung là cái trồng lúa. Đất không nhiều nhưng mà rất là tốt. Đất không nhiều nhưng mà cho mưa bão lũ lụt hàng năm á. Nên là cái phù sa nó đem về à, lúa trồng rất là tốt luôn. Cái màu của cái cây mẹ á, mọi người thấy là nó sẽ xanh, rất là xanh mà xanh mướt luôn á. Xanh mà kiểu xanh đọt chuối á. Lật luôn.
Chiếc xe này nãy mới chạy đằng trước mình nè. Xe chở ô tô mà lọt kiểu đó về đền chết luôn. Phía trước là đường cao tốc đi vào hầm Đèo Cả ha. Nhưng mà mình đi xe máy không có được đi vô đường đó. Mà mình phải đi vòng qua qua cái hầm Cổ Mã nè. Xong rồi đi lên Đèo Cả. Mình không được đi hầm chui. Đó. Cái hầm Cổ Mã nè. Đó, mọi người chú ý ha. Đi chui qua đây xong rồi giờ đi lên đây là lối đi lên Đèo Cả đó. Rồi, tiến về Phú Yên. Khánh Hòa cách Phú Yên ấy, là con Đèo Cả này. Mình đi qua Đèo Cả là tới Phú Yên. Chỗ này cũng có nhiều cái điểm check-in nổi tiếng lắm á. Mũi Đại Lãnh nè, Mũi Điện á. Cái ngọn hải đăng Đại Lãnh. À, dưới kia là vịnh Vũng Rô. Nếu mình không đi đường hầm thì nếu không đi đường đèo thì vừa hết đèo là mình có cái đường rẽo xuống. Đang nói cái lỡ lấn lên. Ở vịnh Vũng Rô nè. Ôi, ta đang đi trên Đèo Cả. Cái Đèo Cả này nó dài 12 cây số. Cứ lo nói cái là hay bị lấn lên. Không đi mà ngắm cảnh hay bị phân tâm lắm á. Nên mọi người đi cẩn thận. Trên này hay có mấy cái chỗ để mình rửa xe lắm nè. Để lựa cái view nào đẹp đẹp đứng. Dưới kia là cái đường sắt tàu. Đứng lên cũng không thấy gì, cây nó che hết trơn à. Lần trước mình đi từ Đà Nẵng về á, thì mình đi Đèo Cả vào ban đêm chứ không phải sáng sớm. Đèo Cả đi ban đêm cũng thú vị lắm. Kỳ đó mình đi, mình chạy phía sau một cái anh xe gắn máy. Mình cứ rọi đèn cho ảnh đi, tại xe ảnh không có đèn luôn. Mà trên này là buổi tối là mọi người thấy rồi đó, đây đâu có đèn đâu. Nó tối hù à. Đi cũng phiêu lắm. Mình không biết cái đó có phải hòn Vọng Phu không nữa. Mình nghe ở Đại Lãnh là có cái hòn Vọng Phu. Không biết phải là hòn đó không nếu mà. Rồi, đến địa phận của Phú Yên rồi. Mình đưa mọi người đến với Phú Yên nha. Đây. Chào các biker của Phú Yên. Không biết có phải là hòn Vọng Phu không nữa. Cứ sát bắt hoài luôn á. Mùi sen trắng luôn. Mùa này chắc người ta gặt lúa hết rồi ha. Thấy mấy cái đồng lúa nó sơ sát hết trơn rồi. Chắc người ta để người ta thu hoạch hết rồi, để cho gà vịt rồi nó lên nó mót rồi xong người ta trồng lại vụ mới. Cái hồi đó đi ngang chỗ này mà ngay cái mùa lúa nó chín đẹp bát nhét luôn. Mình đang đi trên thành phố Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Yên ha.
chào mấy anh em biker Phú Yên. Ở đường này hôm nay đi xe tải nhiều quá, không có nói chuyện nhiều được. Ây da, đường này xấu vậy ta. À, nó có một đoạn nè. Không biết là cái cầu Ông Cọp á, người ta sửa lại chưa nữa. Nay đi thời tiết rất là đẹp. Rất đẹp luôn. Không biết chiều có mưa hay không thôi. Để qua cái xe này đã. Nay đi xe khách chứ. Thành phố Tuy Hòa kính chào quý khách. Trong đời mình cũng phải ít nhất một lần mình cũng phải đi xuyên Việt ha. Ở đất nước của mình nó dài, thế trường xà nó, cái cơ hội mà đi hết đất nước nó cũng không phải là dễ dàng. Nhưng mà cố gắng đi, mình là người Việt Nam mà. Như mình nè, mình cũng không có được nhiều thời gian để đi nhiều nơi đâu. Nhưng mà mình chỉ có tranh thủ chạy xe rồi nhìn cảnh khi đang lúc chạy xe thôi. Nên là mọi người cũng đừng nói ông này ông chạy không, ông có ghé đâu. Mình không có thời gian để ghé, với lại thật sự là mình cũng không có thích ghé vô mấy cái chỗ điểm check in đó. Mình thích chạy xe thôi à. Đó, mình nên đi để mình cảm nhận được cái cuộc sống của từng địa phương, vùng miền. Nó cũng có nhiều cái thú vị lắm. Mà mình phải đi mình mới cảm nhận được. Chứ mình nghe người ta nói mình không có cảm nhận được đâu. Rồi cái chuyến đi này của mình á là mình cũng muốn thử vượt qua cái giới hạn của mình coi. Giới hạn chịu đựng của mình á coi. Coi nó có cái gì thú vị không? Có cái gì mình chưa hiểu về bản thân mình không? Mình cứ đi đi. Nếu mà đi không nổi thì mình dừng lại thôi. Giờ mình đang hướng về thành phố Quy Nhơn ha. Thì Quy Nhơn đó là thành phố của tỉnh Bình Định. Và nó nằm kế bên tỉnh Phú Yên luôn. Và cái tỉnh Bình Định với Phú Yên nó nối với nhau bằng cái con một cái con đèo, đó là đèo Cù Mông. Và sắp tới mình sẽ đi mình đi lên chút xíu nữa sẽ tới đèo Cù Mông. Qua khỏi đèo Cù Mông là địa phận của Bình Định và mình bước ngay vào thành phố Quy Nhơn luôn. Đường hôm nay đi hơi xấu nha mọi người. Đi hơi xấu. Đây là cái đoạn cuối của Phú Yên rồi. Chuẩn bị qua địa phận của Bình Định. Nó cũng vừa bạc ngàn nữa. Vừa quá trời luôn nè. Mà chỉ dừa thì chỉ có Bến Tre nổi tiếng. Mà mình thấy nhiều nơi cũng có dừa lắm, không biết ngon hay không thôi. Chứ không phải chỉ có mỗi Bến Tre có dừa. Đó, mọi người thấy đồng lúa. Cảnh của miền Trung thì sao? Thế mình rất là thích cái đường đi miền Trung, rất là đẹp, nhìn dễ thương. Người dân miền Trung thì ta cần cù lam lũ nó quen rồi, ta nhìn thấy nó mộc mạc. Mà
mình đi đường này nhiều lần rồi ấy, chứ không phải là mới đi đâu, nhưng mà mình rất thích đi cái đoạn này, cái đoạn từ Phú Yên đi qua Bình Định. Thấy cái màu lúa ở đây không? Nhìn nó xanh mà nó xanh mướt luôn á. Xanh rất là mướt ha. Đó. Núi ơi là núi. Núi trùng trùng đẹp đẹp. Đó. Cái màu lúa của nó vậy á. Bây giờ đến đèo Cù Mông, đi thẳng là hầm Cù Mông, nhưng mà mình phải quẹo qua đây. Xe máy không được vào hầm. Giờ mình lên đèo Cù Mông ha. Qua khỏi cái đèo Cù Mông này là tới địa phận của tỉnh Bình Định. Mình gặp ngay thành phố Quy Nhơn luôn. Nè, thành phố Quy Nhơn nó có thêm cái ngõ nãy ở phía trên kia, có đi qua cái cầu á. Bắc qua thì như cái đường đó là cái đường mà kết nối sau này của Quy Nhơn vào Phú Yên, không có đi qua cái con đèo này. Đèo này nhìn nó cũng giống như đèo Cả, nhưng mà như nó ngắn hơn đèo Cả hay sao? Không, mình không nhớ chính xác cái đèo này nó dài bao nhiêu cây số. Để về mình tìm thông tin lại. Mà đèo này thì cái đường nó, cái mặt đường á, nó đẹp hơn là cái mặt đường của bên đèo Cả hơn. Không, cái này đèo Cù Mông nó giống y chang đèo Cả. Đèo Cả đi ra cũng bọc ra lại quốc lộ là vô thành phố Tuy Hòa, thì đèo Cù Mông cũng y chang vậy, bọc ra lại quốc lộ là vô thành phố Quy Nhơn. Thành phố Quy Nhơn lúc 7 giờ sáng. Đây là trung tâm của thành phố Quy Nhơn ha. Trung tâm của thành phố Quy Nhơn. Bây giờ Quy Nhơn cũng phát triển rất là tốt luôn á. Chắc là các tỉnh miền Trung là mình thấy có cái Đà Nẵng thì không nói rồi, nhưng mà những cái tỉnh khác thì chắc có Quy Nhơn này mình thấy cũng phát triển tốt nè. Có cảng, có hệ thống hạ tầng giao thông tốt. Ở đây còn cách Đà Nẵng khoảng 280 cây, 280 cây, đi 3 tiếng. Đó. Ở đây nhìn thấy cái tháp Chàm. Ở Bình Định này có cái tháp Chàm cũng nổi tiếng lắm đó. Mình cũng chưa có vô lần nào. Ở đây người ta chạy xe cũng ẩu lắm đó. Kiểu ta đi dưới quê đó, quen. Thì mình đang đi vào thị trấn Sa Huỳnh ha. Sa Huỳnh như là thị trấn của Quảng Ngãi. Địa phận của Quảng Ngãi nè. Quảng Ngãi chạy lên khoảng 100 mấy cây nữa tới Đà Nẵng. Sa Huỳnh nghe nó buồn á, cái tên nghe nó rất buồn. Nhưng mà cũng có như có khu công nghiệp Sa Huỳnh hay gì á ở phía trên. Khoảng 30 cây số nữa tới Đà Nẵng rồi. Hay vô gặp. Đó.
mấy đại ca. Đó, mấy đại ca đi ghê quá. Quậy quá.